Số 1. Hồn ma người phụ nữ. Một người đàn ông đã kể lại một câu chuyện đáng sợ của chính mình. Anh ta nói rằng, trong một lần anh ta có đi đến gặp một người môi giới bất động sản để tìm kiếm một nơi để mở công ty của mình. Sau khi nói chuyện và anh ta đã rất hài lòng về nơi này, anh ta đã quyết định mua lại nơi này. Nhưng trong lúc đang nói chuyện với nhân viên môi giới kia về một số giấy tờ, thì camera của anh ta đã vô tình quay được một thứ gì đó thật sự đáng sợ. Và đây là đoạn video mà anh ta đã quay lại được. Mời các bạn cùng theo dõi. Bạn có thể thấy, lúc đầu trong lúc đang đi xem đất ở đây, camera của anh ta đã vô tình bắt được một hình dáng bí ẩn của một người phụ nữ, nhưng dường như anh ta không để ý cho lắm. Nhưng sau khi đã xem xét xong nơi này và anh ta đang chuẩn bị ra về, thì ngay lúc này, phía sau lưng của người giới thiệu kia lại xuất hiện hình dáng đáng sợ của người phụ nữ bí ẩn ban nãy. Lúc này anh ta đã thực sự hoảng sợ khi nhìn thấy hình dáng trên. Anh ta đã hủy bỏ hợp đồng và rời khỏi đó ngay lập tức. Anh ta cho rằng nơi này đang có một linh hồn nào đó nguyền rủa, thật đáng sợ. Theo bạn, người phụ nữ đã xuất hiện bên trong đoạn video trên là gì? Đó có phải là một hồn ma đang trú ngụ ở nơi này hay không? Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Số 2. Biểu hiện lạ của người đàn ông. Một nhóm điều tra người Ấn Độ đã quay được một video bí ẩn khi họ đi vào một ngôi nhà hoang để điều tra một người đàn ông. Theo như thông tin mà họ tìm hiểu được, người đàn ông này đã bị một thế lực nào đó điều khiển. Ông đã tự trói mình lại và không ăn uống gì trong nhiều ngày. Rất nhiều người đã lại gần để mở trói cho ông ta, nhưng người đàn ông này không những không chịu, mà ông ta còn có ý định tấn công họ. Sau khi nghe được sự việc trên, ngày hôm nay nhóm điều tra đã đến ngôi nhà hoang mà ông ta đang ở để tìm hiểu sự thật. Và họ đã thật sự sốc khi nhìn thấy cảnh tượng sau. Và đây là đoạn video họ đã gửi cho chúng tôi để làm bằng chứng. Mời các bạn cùng theo dõi. Assalamu alaikum. Imtiaz bhai. Mithu sahab. इसको बंद है, बंद है, इसको बंद है। बैठो 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 बैठो। मिलने आए हैं, मिलने आए हैं। कुछ नहीं कहते आपको। क्या हुआ आपको? मुझे बताएं। मुझे बताएं क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसके बाद निकली गले से इसका नाखून, इसके अंदर इस टाइम कोई चीज है, ये इसका छोटी छोटी जो फिंगर है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बात 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 सुनो ना, कुछ नहीं कहते आपको, कुछ नहीं कहते। रस्सी खोल दे, बात सुनो, खोल देते हैं आपको, खोल देते हैं। सद वो हाथ ही लगाने दे रहे हैं, खोल देते हैं आपको, आराम से बैठो। ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, छोड़ दे। चौटो
वहाँ पीछे इसके अंदर हाजिरी हो गई है यार। Bạn có thể thấy, khi họ vào đây, người đàn ông kia đang nằm ngủ, nhưng khi nghe được tiếng của người lạ, ông ta đã tỉnh dậy. Tôi cảm thấy ông ta đang rất khó chịu với sự hiện diện của nhóm điều tra. Sau khi nói chuyện và tiếp cận người đàn ông này, họ đã có ý tốt muốn mở trói cho ông ta, nhưng dường như ông ta không muốn điều đó, mà mặt khác ông ta còn trở nên giận dữ hơn và còn chạy đến tấn công nhóm điều tra. Mọi người rất khó hiểu với những hành động của ông ta, họ cho rằng người đàn ông này đang bị một thứ gì đó sai khiến, thật bí ẩn. Theo bạn, người đàn ông trong đoạn video trên đã bị gì? Ông ta có thật sự đang bị một thứ gì đó điều khiển hay không? Hay ông ta là một người có tâm lý bất ổn? Bạn nghĩ sao về hai giả thuyết trên? Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Số 3. Bóng ma đi trên đường. Một đoạn video đáng sợ được camera an ninh quay lại tại đất nước Malaysia. Theo như người đã đăng tải đoạn video trên cho biết, ngày hôm đó trong lúc đang kiểm tra lại các đoạn băng ghi hình vào hôm đó, mọi thứ vẫn rất bình thường, cho tới khi anh ta nhìn thấy một thứ gì đó được cho là hồn ma. Và đây là đoạn video mà anh ta đã chia sẻ. Mời các bạn cùng theo dõi. Bạn có thể thấy, một người phụ nữ đang đi sang đường, nhưng ngay sau đó, một hình dáng mập mờ cũng đã xuất hiện. Hình dáng kia cũng đi sang đường và biến mất ngay sau đó. Nhiều người xem nói rằng, đây rất có thể là một linh hồn của một người xấu số nào đó đã mất trên đoạn đường này. Họ có thể vẫn chưa được siêu thoát cho nên vẫn còn lang thang ở đây. Bạn nghĩ sao về đoạn video trên? Hình dáng kia liệu có phải là một hồn ma, hay đây chỉ là một số lỗi do camera gây nên? Mong bạn hãy cho tôi biết suy nghĩ của mình ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Nếu thấy hay thì hãy cho mình xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.